Quý Khang xin gửi lời chào quý vị đang cùng đến với The Khang Show. Thưa quý vị, cuối tuần chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ nhau, cùng trò chuyện và cùng trao đổi với những nhân vật khách mời. Hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một đôi vợ chồng rất là đáng yêu, hài hước, dí dỏm cùng tần số. Thưa quý vị, xin được giới thiệu đó là nữ ca sĩ Thanh Ngọc cùng với ông xã đó là anh Đức Thiệp. Xin chào hai vợ chồng ạ. Hai anh chị lấy nhau được đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi? 12 năm. 12 năm, vâng. Anh suy nghĩ cũng hơi lâu. Chắc là cũng lâu, lâu lắm rồi. 12 năm đúng không? Lâu rồi phải làm phép trừ. Anh nhớ là năm hai người quen nhau là khi năm mấy không? Quen nhau là năm... Quen nhau là sao? Nhau. Quen là quen kiểu gì? Quen là biết nhau hay là bắt đầu yêu nhau? Yêu nhau đi, mình tính... yêu nhau hả? À, là có thời gian biết nhau nữa đúng rồi, đúng rồi quen nhau đúng không? Đúng rồi, phải biết nhau trước đó thôi vậy thì bây mới giờ yêu nhau chứ. Chính thức mà yêu nhau đi là năm mấy à? Yêu nhau là năm 2009. Đúng rồi, 2009. 2009. Phải không? Đúng rồi. Dạ. Em thấy anh rất lúng túng về cái việc mà không xác định được thời gian yêu chị. Với lại khoan đã như này, hôm nay cho Ngọc nói là thường ngày là Ngọc là người sẽ chủ động trả lời hả? Không phải nữa, ý là Ngọc đã quen với cái những giao lưu, cái talk show như thế này, không, giao lưu với anh này. Em thích vậy đó. Em thích kiểu mà anh cứ thoải mái là anh kể cho em, tại vì như vậy nó mới lộ ra được cái việc mà Ngọc có chăm sóc anh cẩn thận hay không. Chứ anh nói là đây là lần đầu tiên. Đầu tiên luôn. Trời ơi. Chứ hồi trước giờ thì cũng có lên anh ha. Nhưng mà giống như kiểu mấy game show nhỏ mà rất là ít nhận được một hai cái thôi. Thế thì khi mà Ngọc nói với anh rằng sẽ lên talk show của em thì anh có lo lắng hay là anh có căng thẳng hay là anh có mất ngủ gì không? Thấy cũng bình thường. Anh thấy cũng bình thường đúng không ạ? Vâng. Ngọc có khó khăn khi thuyết phục anh ấy ngồi chung với mình trong cái talk show này của Khang không? Cũng không khó khăn lắm. Tại vì hình như anh cũng hám danh. Trời. Trời ơi. Ở đây giống thật đó. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt chúng ta sẽ bắt đầu. Tại vì á là Khang là cũng là một người bạn rất là thân với Ngọc rồi nên là ảnh sẽ cảm thấy thoải mái khi mà nhận lời những cái buổi nói chuyện gọi là thân mật như thế này. Ngày em vào trường chắc anh không có biết em đâu. Tại lúc đó em chưa có nổi tiếng. Ủa em trường gì? Ở trường gì? Minh Khai. Ủa? Cái gì vậy? Ôi thưa quý vị tức quá. Khang sau anh chị một khóa Khang. À chỉ có một khóa thôi. Đã thưa quý vị khoan câu chuyện như những người quen vậy đó. Kiểu như là như chưa hề có cuộc chia ly vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hình ảnh đầu tiên nha. Gì vậy? Hình ảnh ai đây? Ai vậy? Dạ anh phải không? Người yêu anh phải không? Vâng. Mà sao nhìn khác quá vậy anh? À, cái này lúc đó để tóc dài mà. À, để tóc dài. Ủa, còn bây giờ tóc không dài hả anh? Bây giờ tóc ngắn. Tóc ngắn. Đây là cái show mà đang được khán giả rất là chú ý. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nghe cái tên rất hoành tráng ha. Lý do vì sao Thanh Ngọc lại quyết định nhận lời tham gia game show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng? Mình nghe cái tên thôi mình đã biết được là mình thấy được là cái tinh thần của chương trình như thế nào. Nó nói lên được những người phụ nữ đã phải vượt qua những cái khó khăn như thế nào ở trong cuộc sống để mà có thể tìm được cái hạnh phúc. Thật ra cái show này cũng làm sau rất là nhiều năm, gần như 10 năm đúng không? Ngọc mới quyết định tham gia trở lại một cái game show đúng không? Để nói mà truyền hình thực tế, đây là chương trình đầu tiên mà Ngọc nhận lời. Thế thì khi mà vợ anh quyết định tham gia cái game show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng thì anh có ý kiến gì không? Anh cũng ủng hộ, thì lâu rồi Ngọc không có tham gia một cái game show. Hồi trước thì có, nhưng mà với vai trò là MC thôi. Cặp đôi hoàn hảo hả, đúng không? Truyền hình thực tế cặp đôi hoàn hảo, lâu lắm rồi, 2011 lâu rồi. Thì lúc đó là làm MC suốt chương trình. Thì nói chung là thấy có game show thấy cũng hay, nên cũng ủng hộ Ngọc đi. Với lại Ngọc đi thi thì có cái là cho mọi người thấy được cái năng lượng trong nghề của Ngọc á. Năng lượng nhiều đúng không anh? Đây là một cái cuộc cạnh tranh không hề dễ dàng với rất nhiều chị đẹp trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Thì Ngọc có đắn đo hay là phân vân hay là chần chừ khi mà mình tham gia một cái sân chơi với rất nhiều chị đẹp nổi tiếng được nhiều lĩnh vực không? Ngọc thì cảm thấy thú vị. Chần chừ là có. Bởi vì chần chừ suy nghĩ xem là mình có nên hay không á, có nên hay không tham gia vào thôi. Chứ còn mà lo lắng mà gọi là kiểu không biết là mình sẽ như thế nào trong show hay là này nọ thì hình như là Ngọc
không có bị đặt nặng vấn đề đó lắm. Bởi vì là khi mà Ngọc nghĩ về cái show này là Ngọc nghĩ đây là một cái cơ hội để Ngọc học hỏi thêm, để mà mình rèn luyện thêm cái kỹ năng của mình, cái chuyên môn của mình sẽ càng ngày càng được bổ sung nhiều hơn với những cái kinh nghiệm của các chị đẹp khác nữa. Ai cũng có cái hay riêng hết, nên là Ngọc rất là thích học hỏi những cái hay của mọi người, để mà cảm thấy nếu mà phù hợp với mình thì mình sẽ phát triển. Thì đó cũng là một cái cách học của Ngọc trong cuộc sống, chứ không nhất thiết là mình phải học ở bất cứ một trường lớp nào. Ngọc rất là hứng thú khi mà tham gia vào một cái sân chơi với nhiều chị đẹp khác như vậy, là bởi vì Ngọc muốn hòa mình vào cái không khí của tập thể nhiều hơn. Vì cái khoảng thời gian mà mình ở nhà lâu quá đó, cái khoảng thời gian mà Ngọc mang thai rồi ở nhà chăm con nhỏ, rồi sau đó là tới có dịch Covid. Khang nghĩ là Ngọc nên như thế. Tại vì đối với một người mà có thể nói là cái nguồn năng lượng của Ngọc nó quá nhiều như vậy, mà mình phải mất kết nối, mình không có tạm gọi là networking, có nghĩa với mọi người á, thì nó sẽ khiến cho Ngọc đôi khi sẽ bị tụt đi đúng cái rồi. Cảm xúc của chính mình. Chính xác. Và chưa kể là mình có cảm giác là bị cô lập với thế giới ở bên ngoài, đúng không ạ? Vâng. Và chưa kể nha, Ngọc vô cái nhà đó, nhiều khi Ngọc theo Khang nghĩ thôi, biết đâu người ta bầu Ngọc làm trưởng nhóm thì sao? Tại vì cái năng lượng của Ngọc nó khủng khiếp lắm. Nhưng Ngọc... mà tại vì Khang chưa tiếp xúc với 29 chị còn lại, Khang cũng vô thấy được là chị nào cũng là một ngọn lửa bập bùng trên cao nguyên hết trơn á, đâu phải một mình Ngọc đâu. Ở nhà thì sẽ có những lúc mà Ngọc sẽ phải tiêu tốn cái năng lượng của mình bằng cách là phải tập nhảy, tập hát, tập rất là nhiều thứ để thích nghi với cái sân chơi chị đẹp này, đúng không? Khi mà Ngọc đã nhận lời rồi thì Ngọc chỉ có đi tập thể dục mỗi ngày thôi. Gần tới ngày bắt đầu quay cái vòng hội ngộ với lại cái bài solo á, thì là 2 tuần lễ là Ngọc đến với phòng tập của Quang Đăng, và còn lại thì mình tự tập ở nhà đó. Vậy thôi đó. Thế thì khi mà một ngày thấy vợ về mà biến hóa cái nguồn năng lượng của mình rất là nhiều thứ á, chưa kể em không biết là chân cẳng có bị bầm dập không, thì anh có bị lo lắng không, có sót không? Sót thì có sót. Sót hả? Không mẹ. Xem theo lúc nào có sót gì em đâu. Có sót rồi thấy đi thì cũng đi từ sớm, xong 11-12 giờ là về trễ lắm rồi. Thấy 3 giờ sáng bây giờ luôn. Trời ơi, 3 giờ sáng còn sớm, nhiều khi 4-5 giờ sáng bình minh về ăn sáng. Còn, đúng có rồi. Một ngày bình thì minh có, em về đó anh. Bình minh ơi dậy chưa? Là em về em kêu anh dậy đi làm đó anh. Là 5 giờ sáng. Thì anh có đưa đón Ngọc không? Có chăm sóc Ngọc không? Thì cái lúc mà hình như quay cái vòng solo là nó hơi lâu á. Thì thấy quay tuốt trên chỗ gần Hóc Môn lần. Thì nói thôi chắc vậy để nhờ bà qua ngủ. Nếu lúc đó chắc gần về nhờ bà qua ngủ rồi chạy lên. Thì quay thì... suốt đêm không có ngủ luôn á, thì sợ chạy xe mình á, sợ lo, nguy hiểm á, wow. Thôi để đi Grab lên rồi lên chảnh rồi chở về. Tại vì Ngọc lái xe lên đó, đó. Xong rồi anh định đi Grab lên rồi chở Ngọc về, mà cuối cùng là Ngọc đi về chung với chị Đoan Trang. Cái thôi nói thôi có chở chị Đoan Trang thì hai người chắc đỡ buồn ngủ hơn. Cái thế là anh nói thôi gì thì anh đợi tới chở tới cái chỗ mà chị Đoan Trang nghỉ á, tới thì tới đó rồi anh đi ráp và tới đó rồi anh trở về. Tại vì Ngọc cũng không có muốn, thường ngày là anh sẽ chở Ngọc đi làm, nhưng mà mình đi quay cái này lâu lắm rồi biết chừng nào mới về nào. Cái thứ nhất như vậy, cái thứ hai nữa có xe ở tại chỗ đó thì mình mới thể chủ động, chẳng hạn như mình cần cái gì hay là như thế nào thì mình cũng có xe. Mà Ngọc thì lại muốn là anh ở nhà với con nhiều hơn, tại vì mình đã đi rồi thì phải có ba nó ở nhà. Chứ mà ba còn chạy lên chạy về đón này nọ hay là sao mà thì cũng xa nữa. Mình. Thì mình thương trời chồng, ơi, bây giờ xong mình thương con. Em nói thật nha, gần 30 chị đẹp. Có mấy chị đẹp mà ông chồng lo lắng tới tận nơi đón được vậy? Có những có người nhiều là... em, có nhiều nha. Tất nhiên có, ý là... Muốn kể ra đây không? Không, vấn đề nè. Có những chị mà chồng đang ở nước ngoài, có những chị chồng đang đi công tác, cho nên cũng có những ông chồng nào mà đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì mới tranh thủ đưa đón đi được. Cho kiểu nên vậy. Là mình cũng không có muốn mấy chị khác á, là tuổi thân. Nên mình... mình nói thôi anh ở nhà với con đi, để em tự đi. Với lại nói trời ơi, không phải... nói là nói vậy thôi, chứ thật sự trong thâm tâm mình là muốn sổng chuồng một chút xíu. Ok không, tôi nghĩ là chắc là anh cũng rất là quan tâm, tại vì không biết là vợ mình tập tành rồi ăn uống rồi sinh hoạt làm sao,
cho nên là cũng thể hiện một chút cái tình cảm, chưa kể bước ra thấy chồng tới đó năng lượng đang bị sụt xuống trồi lên liền, đúng không? Dạ. Có một điều mà Khang cũng thắc mắc á, là thường á, những cái nghệ sĩ, nhất là ca sĩ, thì luôn luôn có một cái ekip đằng sau họ chăm sóc cho họ từ quần áo, trang phục, tóc tai, make up, hình ảnh, tất tần tật mọi thứ. Khang thì Khang thấy là hình như là Ngọc tự thân chủ động lo hết cho mình mọi thứ. Vì sao Ngọc lại không đầu tư nhiều hơn cho cái ekip để chăm lo cho bên mình? Thì nói chung bây giờ Ngọc cũng có đầu tư hơn rồi đó chứ. Nghĩa là hồi xưa là cũng tự make up, tự làm tóc này kia. Nhưng mà bây giờ là lúc nào là đi diễn, thì đi quay này kia, thì Ngọc cũng có một bạn make up riêng. Stylist thì Ngọc thấy là có những cái chương trình cần có, và cũng có những cái chương trình Ngọc cảm thấy là Ngọc cũng có những cái lựa chọn của riêng mình. Bởi vì bản thân của Ngọc á là cũng hơi hơi khó chịu một chút xíu, hoặc là cũng hơi khó thay đổi một chút xíu. Có nghĩa là mình thích cái gì là mình thấy cái đó đẹp, cứng đầu đó. Đúng rồi, nhưng mà kiểu giống như là người khác nói là không đẹp thì mình vẫn thấy nó đẹp. Những cái khác mà người ta nói đẹp thì mình lại thấy không phù hợp với mình. Nên là mình sẽ cảm thấy là không có tự tin khi mà mình xuất hiện với cái hình ảnh đó chẳng hạn. Thì bây giờ Ngọc đang thay đổi từ từ, có nghĩa là mình cũng phải biết cởi mở hơn, mình cũng phải tiến bộ hơn trong cái suy nghĩ của mình để cái hình ảnh của mình nó tốt hơn. Khang á, thì Khang thấy là thông thường ví dụ như hai vợ chồng mà cô vợ hoặc là anh chồng sẽ chủ động nhờ người còn lại làm quản lý cho mình, hỗ trợ cho mình nhận show, rồi chưa kể nha, có những giai đoạn đi đòi nợ nữa. Sao anh Thiệp không hỗ trợ chủ động giúp đỡ vợ? Sao anh cười? Dạ. Anh còn phải đi làm bác sĩ. Ủa? Anh cũng phải có công việc của anh. Trời ơi. Cái công việc đó đâu có mất thời gian đâu. Sao không mất thời gian? Rồi, công việc bệnh viện của anh rất là nhiều quá chứ. Nhưng mà anh cũng về, anh cũng phụ mình chứ không phải là không. Cái việc mà quản lý là chắc chắn không rồi. Bởi vì công việc ai người tới tự Ngọc hiểu cái công việc của mình. Và Ngọc có những cái mối quan hệ của riêng Ngọc, thì nó biết cái cách làm việc nó khác. Còn anh chỉ hỗ trợ những cái như là đưa đón những lúc có thể, về nhạt nhẽo này kia, về digital, về cái gì nhỉ anh, về mấy cái media này kia đó, thì anh có phụ Ngọc mấy cái đó, rồi quản lý YouTube cho Ngọc. Vậy là cũng kênh tốt YouTube ha. Vậy là assistant digital rồi. Đó thì là rồi gì nữa anh ha, anh có quay phim cho em nữa phải không? Quay phim, dựng phim này. Vậy là anh quá nhiều phụ rồi đó, thì đó như vậy là công rất việc nhiều rồi. Chứ còn về vấn đề có nghĩa là phụ được cái gì là phụ cái đó, hai vợ chồng cùng làm hợp đồng. Đúng rồi, phụ đọc hợp đồng. Rồi phụ gì nữa anh? Thì phụ đòi nợ nữa. Đòi nợ là anh không có đòi. Đòi nợ là đây. Thưa quý vị, tôi hỏi như vậy là tại vì tôi thấy rất là dễ thương, bởi vì Ngọc cũng rất là chủ động trong công việc của mình, không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nhưng mà một phần nó nói được cái cá tính của Ngọc á. Tại vì Ngọc là một người mà tôi nghĩ là cái việc mà vào nghệ thuật từ sớm là khiến cho Ngọc rất là chủ động. Còn với những người mà người ta có thể do cái công nghệ lăng xê, có team đứng đằng sau chăm sóc cho họ rồi, thì họ nhiều khi bươn ra làm một mình, họ không biết làm gì, không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu. Ngọc nghĩ là cái gì nó cũng có điểm mạnh, cũng có điểm yếu. Bản thân Ngọc bây giờ là cũng rất mong muốn là sẽ tìm được cho mình một cái ekip đứng đằng sau để mà hỗ trợ Ngọc tất cả mọi thứ, để Ngọc chỉ việc chuyên tâm lo vào cái chuyên môn của mình thôi. Bởi vì ai làm công việc của người đó nó sẽ tốt hơn là một mình mà mình coi hết tất cả những cái việc khác. Thì nó không thể nào mà ở được một cái mức độ mà mang lại cái kết quả cao nhất được hết. Cho nên là Ngọc cũng mong muốn là sẽ có một cái ekip Ngọc tìm ra phù hợp với cái cá tính của Ngọc, phù hợp với cái hình ảnh Ngọc hướng tới, cái dòng nhạc Ngọc sẽ đi theo, và họ sẽ làm cho Ngọc tỏa sáng hơn trong cái sự nghiệp của mình. Đó cũng là một lý do mà Khang rất là thắc mắc. Tại vì nếu nói về vocalist, có nghĩa là một người chủ yếu thiên về giọng hát, thì rõ ràng Ngọc là một người có thừa cái năng lực. Nhưng mà mãi Khang thấy là lận Ngọc... đận hả? Lận đận đó. Dùng cái từ lận đận. Ngọc có bao giờ thắc mắc về cái sự lận đận đó của mình hay không? Ngọc không có thắc mắc, là bởi vì Ngọc hiểu nó tại sao nó lại như vậy. Do bản thân mình, có nghĩa là mình không có quá chú trọng vào cái việc để mà cho mình phải nổi tiếng thật là nhiều. Mình có những cái mối quan tâm khác trong cuộc sống, gia đình, bạn bè, tất cả mọi thứ. Thì Ngọc thấy Ngọc để con tim của Ngọc vào trong cuộc sống để quyết định tất cả mọi thứ nó rất là nhiều. Với Khang á, công bằng mà nói, Khang thấy là Ngọc là một trong những thành viên
thành công nhất khi mà tách ra từ một cái nhóm nhạc khá là nổi tiếng và hoạt động từ rất sớm, thì Khang thấy Ngọc là một một thành viên có thể nói là có nhiều bài hit nè, rồi cũng có cái dấu ấn trong nhiều cái vai trò khác nhau mà mình thể hiện. Cho nên là cái việc mà cô lận đận mãi nó mãi là cái dấu hỏi đối với tất cả mọi người, Nguyên Khang, với cả những người yêu mến Thanh Ngọc, một thành viên trong Chị Đẹp hứng thú với phần biểu diễn ra mắt của Ngọc trong cái đêm thứ hai, và anh ấy cũng đã ôm Ngọc khi mà Ngọc vừa biểu diễn xong. À, anh Trung hả? Đúng rồi. Anh Trung là một người mà Ngọc cảm thấy rất là biết ơn, bởi vì là với tất cả những cái chương trình của anh Trung tổ chức, những cái gì mà cảm thấy là phù hợp là anh đều sẽ nhớ đến Ngọc. Ngay cả cái lúc mà Ngọc nghỉ một khoảng thời gian rất là dài để sanh con, chăm con nhỏ, thì cái người đầu tiên mà mời Ngọc quay trở lại với sân khấu là anh Trung, là cái gala nhạc Việt The Session ở trong studio á. Thì lúc đó tại sao mà nghĩ đến Ngọc, đúng không? Thì mình cũng cảm thấy là anh ấy đã có cái sự ưu ái dành cho mình rất là nhiều. Và đó là lý do Khang nghĩ là cũng là một phần nào đó mà có những cái nhân duyên mà mình không thể lý giải được bằng lời, bởi người ta vẫn yêu thương và thấy được sự tồn tại hiện hữu của mình ở một cái khía cạnh nào đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh thứ hai nha. Ủa, ngôi trường của chúng ta, ôi hàng cây xanh thăm như mái trường mới, quen tay mình khai. Anh với Ngọc học chung lớp hả? À, học chung lớp. À, thú vị quá. Bạn ơi. Dạ, anh là lớp trưởng. Trời, anh có làm lớp làm gì được lớp? Làm lớp trưởng. Anh nói anh làm lớp phó. Lớp phó gì anh? Lớp phó lao động. Lớp phó lao động. Chứ còn Ngọc, Ngọc làm gì lớp? Lớp phó văn thể mỹ. Ủa, có cái chức đó không? Không có cái chức đó. Vậy cái thôi. Đó cái chức của tưởng tượng thôi. Dạ. Yeah. Vậy thì học, làm lớp học tập nè. Lớp học tập là người yêu của anh đúng lớp không? Lớp phó kỷ luật. Lớp phó kỷ luật. Rồi lớp phó lao động. Lớp phó học tập là người yêu của lớp phó lao động. Phải không? Ừ, đúng. Dạ. Yeah. Còn đúng. Ngọc là Ngọc hồi xưa là có yêu thầm ảnh không? Không hề ha. Hồi xưa là không biết ổng là ai luôn á. Ấn tượng của ảnh ở trong mắt Ngọc thì không có ấn tượng gì nhiều á. Anh có để ý đến Ngọc không? Làm gì có. Từ từ để tôi đang hỏi ông mà. Từ từ. Anh có để ý đến Ngọc thôi không? Thôi vậy tôi im. Cũng bình thường, cũng chơi, cũng bình nói thường. Chuyện bình thường. Cũng nói chuyện. Anh có nghĩa là nói chuyện là cuối năm lớp 11 thì có nói chuyện nhiều hơn. Tao không nhớ. Tại vì em có nhớ gì đâu. Dạ, anh nói chuyện với cổ nhiều. Và anh thích tính cách hay là anh thích vì cô ấy nổi tiếng hay là vì điều gì đó? Thích thì thích tính cách của Ngọc. Khỏi gì câu mắc cười, tại vì tôi đẹp vậy thôi. Có đúng không anh? À, đúng không anh? Đẹp, có đẹp. Ừ, đẹp. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Thế sao anh không cua? Cua sao nổi? Nữa, nó đang hỏi anh. Cô khổ ghê vậy đó. Đang hỏi anh. Thôi rồi, trả lời. Anh sao anh không cua? Cua khổ. Cua. Cua hồi nào? Anh cua em hồi nào? Làm gì cua có sau này chứ không phải là hồi à, thì cái lúc đó anh đâu có cua. Tức là hồi năm vô lớp 10 Minh Khai là anh đã biết Ngọc rồi. Vô lớp 10 là biết. Tới vậy lớp 11 hả? Hình như lập nhóm rồi mới biết. À lúc lập nhóm mới biết chứ lập còn... nhóm là biết cô này là ca sĩ. Khang á, Khang rất là tò mò là nếu như mà học chung một trường thì cái cơ hội mà chưa kể học chung lớp, cái cơ hội để gặp nhau mà tiếp xúc với nhau, làm quen nhau nó phải đến từ rất là sớm. Thì nếu như mà nói như vậy á, thì em cứ mặc định hình dung là nhìn cái Minh Khai là anh phải biết từ năm lớp 10 rồi. Đúng rồi. Và phải thích nhau hoặc là có cái cơ hội để bây giờ mới nên duyên vợ chồng chứ. Đúng không ạ? Thế thì rõ ràng cái nhân duyên chưa đến từ lúc đó. Đúng rồi. Nó đến từ lúc nào ạ? Học xong lớp 11 á, là cái nhóm mà hay đi chơi trong lớp á, cái rủ nhau đi Việt Nam World of World. Ở kia đi thì nó cũng ngộ lắm. Kiểu như đi vòng sông lười á. Thì lúc đó đó thì Ngọc thì thiệt nghĩ là chắc cũng là với cái bạn kia cũng hơi có chút chút gì rồi. Còn Thiệp thì cũng với cái bạn còn lại đó, với bạn nữ kia đó thì cũng chút chút. Nhưng mà hai đứa tự nhiên đi dòng sông lười thì hai đứa này ngồi chung trên cái phao đi hết cái dòng sông lười luôn. Rồi còn hai người kia? Hai người kia chung trên phao. Ok vậy. Ủa sao kỳ vậy ha? Sao kỳ vậy? Thế sao không đi chung với crush anh đi mà tự nhiên đi với em? Ai biết đâu. Không, lúc đó chưa crush. Có nghĩa là chị thầm trong lòng thôi không hả? Không phải, kiểu như... Lúc đó là anh chỉ mới yêu thầm bạn đó thôi hả? Không, thích thôi. Thích thích thôi hả? Thích thôi. Thì đi với em thì là bình thường. Chuyện bình thường. Vậy đó thì là... Rồi cuối cùng là nguyên cái buổi đi Việt Nam Water World, đi tắm đó. Biết
là hai tao người đi tắm. Hai người đó là nằm trên dọc sông Lười đi vòng vòng vậy thôi đó hả? Lười dễ sợ luôn vậy. Nó nghe nè, chơi trò này trò kia. Cái lúc đó là ai rủ lên chung cái phao với nhau? Anh rủ em hay em rủ anh? Tại sao mình ngồi chung phao anh có biết không? Thì không biết luôn, thì hai đứa ngồi chung phao. Em chỉ ấn tượng bữa đó là biết tại sao không? À đó đó. Cái gì? Anh biết rồi. Ê, cái gì? Em lên biểu xấu nè. Nghĩa là cái bữa đó bữa đó mình thấy cái bạn này nè mặc cái quần bơi mặc cái quần bơi mà có cái vải y chang như cái váy của mình có mình có một cái váy y chang như vậy luôn. Bạn tự nhiên mặc, bạn mặc cái quần bơi cũng cái y chang như vậy luôn. Mình nói ủa em cắt ra từ một khúc giải rồi sao được. Thì đó, vậy đó. Thì vậy thôi mà mới để vậy thôi. Thôi mất gì cô lên pha của anh cũng ngồi vui. Rồi, nên thế là sau cái buổi kết thúc đó, nó cũng chỉ dừng ở đó. Cũng chỉ dừng ở đó thôi. Vui ha, lớp 10 thì chạm mặt nhau tí xíu, 365 ngày không nói gì hết. Tới lớp 11 cũng ngồi trên cái pha xong 365 ngày còn lại không nói gì hết. Rồi lớp 12. Lớp 12 thì... Không biết hay vậy. Cái bệnh là cười nhiều quá là chảy nước mắt đó. Rồi trời ơi, nghe cái đoạn này edit tưởng Ngọc đang khóc. Chị nói chuyện với cảm động lắm. Lớp 12 là anh có chủ động hơn không? Không, lớp 12 là coi như là... Rẻ duyên rồi đó. Rẻ rồi. Rẻ hai phương. Ừ, tại đó. Cái định mệnh đi kia dòng sông đó. Lớp 12 là... Dòng sông lười đó là... Lớp 12 là... Dòng sông lười đó, lười quá không chịu tỏ tình anh thôi. Lớp 12 là đổi phao rồi đó. Vậy thì vẫn chưa vô cái khúc mà làm sao hai người lại yêu nhau. Sau cái cuộc tình đó thì mỗi người có một cái... Những cái mối quan hệ khác sau nữa. Vậy khi nào Ngọc phát hiện ra mình yêu anh Thiệp? Sau đó bạn á, là bạn thấy có bạn có vẻ tiến tới thì mình hơi ngại. Tiến tới như thế nào? Ảnh chủ động kiểu như chăm là sóc chủ mình. Động là kiểu giống như là mình trời ơi, thì Khang cũng biết là trong một cái mối quan hệ khi mà người đối phương có nảy sinh tình cảm khác với mình là mình cũng sẽ nhận ra. Cái đó là cái sự tinh ý. Thì Ngọc bước lùi lại tại vì mình nghĩ là không được. Tự nhiên thấy nó hơi kỳ kỳ. Tự nhiên mình hai đang làm bạn với nhau mà. Rồi xong rồi cái tự dưng mình cũng biết người yêu cũ của bạn là cũng là bạn trong lớp. Rồi bạn này cũng vậy luôn. Cũng biết người yêu cũ của mình cũng là bạn trong lớp luôn. Tự dưng giờ hai mình tiến tới với nhau. Ngọc thấy nó có một cái sự gì đó, nó gượng gượng, nó kỳ kỳ. Mà nếu như mà mình đi không tới đâu á, thì cái mối quan hệ này nó sẽ mất đi. Thì Ngọc không có muốn. Nên là Ngọc mới thụt lùi lại. Mà thụt lùi hơi bị nhiều. Nên là bạn này bạn cũng hiểu. Ngọc là một người rất rõ ràng trong việc tình cảm. Và thể hiện rõ ràng chứ không phải mập mờ. Vậy anh lúc đó anh có buồn không? Anh có quyết định là thôi nếu người ta đã từ chối mình rồi thì thôi mình đừng lại không? Thì cũng hiểu, nên sau đó thì thôi tiếp tục sự nghiệp học hành. Thì lúc đó và lúc đó là anh thi vô trường đại học y dược phòng một thạch đúng không? Y phòng một thạch. Lúc đó học y thì cái thời gian nó cũng hơi dài nên thôi. Cái xong rồi cũng quên luôn, cũng hơi kỳ, cứ để gặp nhau thì gặp thôi, nhóm gặp nhau thì gặp thôi, chứ cũng không có kiểu tiến tới nữa. Sau đó thì lâu lâu cũng nhóm cũng đi chơi thì lâu lâu qua chơi thôi. Là anh trước khi đi học thì anh ghé qua thăm Ngọc không? Kiểu như đi học xong về rồi về á, đi học về á, về chiều rồi về á thì qua ăn chơi với Ngọc. Mà chơi mua cho bé chú chiên nè, rảnh rảnh thì rủ đi ăn. Thì bé cũng đi ăn với mình thì từ từ cái rồi không biết sao cái là vậy. Lúc cái bà nhắn tin thì cảm giác là tự nhiên có cái gì đó trong đầu á, nói là không biết cái này có thể kết nối lại được giống như lúc trước hay không. Bật tín hiệu rồi. Cô nhắn là có tình cảm hơn trước đây đúng không? Không có, đâu có tình cảm gì đâu. Vậy chứ sao ảnh lại có cảm nhận đó? Tùy mỗi người. Không phải. Ủa tự nhiên tại sao mình lại phải kể chuyện tình cảm của mình cho bạn này nghe như vậy? Đó có. Tự dưng vậy à? Ủa vậy? Hả? Tự dưng vậy à? Ủa là sao? Ủa? Không. Đi tại vì tôi quan tâm. Chuyện đó chuyện của hai vợ chồng tôi, đừng có hỏi nhiều nữa. Ok, về nhà em nói anh nghe. Vậy đi thì đó vậy thôi đó. Vẫn chưa biết là hai người yêu nhau như thế nào. Nguyên một cái câu chuyện chưa biết ra sao luôn á. Nó mù mờ. Thì vậy đi, biết mù mờ đi. Bởi vậy mới nói tình yêu khó nói lắm. Kiểu như là... Thôi, nói chứ thật ra là cũng hiểu được. Tức là kiểu anh ấy vẫn
có nghĩa là anh ấy vẫn vẫn biết được là cái tình cảm của anh ấy như vậy, và cũng vẫn có những cái chăm sóc nó không có vượt quá giới hạn, và mình cảm thấy ấm áp với những cái chăm sóc đó, an toàn. Lúc đó là cũng hơi buồn buồn ban tối thì mới gọi thử ông này có còn thức hay không, là bởi vì thường thường Ngọc cũng không hiểu sao mà cũng hay nói chuyện với ông này lắm nha. Đó thì là gọi gọi xong rồi cũng có nói chuyện, thì không hiểu sao thì là cái hay là cái giờ đó giờ linh anh tự dưng ngộ mấy giờ khuya lơ khuya lắc hơn ha, kiểu 11 giờ ảnh còn đang học, anh đang học y mà. Chắc là Ngọc nghĩ là tại vì lúc đó tất cả mọi người đều ngủ hết rồi, và chắc bây giờ ai đây rồi ai còn thức đây, nên là Ngọc nói chắc ông này còn thức á, hoặc là không thức thì cứ kêu ông dậy thôi. Có nghĩa là mình cảm thấy thoải mái đến như vậy luôn á, mình không có sợ làm phiền. Nói chuyện bữa đó xong rồi tự nhiên mình cũng cảm thấy có một cái gì đó ở trong lòng với ảnh, và sau đó là cái tình cảm giữa hai đứa nó có sự tiến triển hơn, và cũng có suy nghĩ nhiều là mình có nên bước qua cái ranh giới này hay không. Và khi mà đã bước qua cái ranh giới, Ngọc vẫn muốn thụt lùi lại một lần nữa, nhưng mà mình nghĩ là thôi mình cứ thử. Nhưng cũng nói chung là hai đứa cũng về nha, về dạt rất về dạt trong cái việc đến với nhau. Đó là một câu chuyện khá là thú vị ha, có nghĩa là hai người là tình bạn quá mức thân thiết đến mức mà hai người có thể chia sẻ cho nhau rất là nhiều thứ, nhưng khi tiến đến việc là nghiêm túc trong một cái câu chuyện là yêu nhau thì cả hai dường như vẫn rất là dè dặt, bởi vì không biết chắc rằng liệu mình có hoàn toàn phù hợp với lại cái người kia hay không. Nhưng mà cuối cùng người ta vẫn bảo định mệnh là định mệnh, và cuối cùng kết nhau là vẫn kết thôi. Cho nên là dù có đã từng mất kết nối thì cũng redial lại, đúng không ạ? Nhưng mà có thể nói là cái sự thú vị của cả hai á, tức là Khang cảm thấy ở Ngọc á, Ngọc thích một cái người thôi, cảm nhận thôi, là một người nó có thể tin tưởng được, chia sẻ được, và nó có một cái sự đầm nhất định. Tại vì mình quá là nhiều năng lượng rồi, mình bị bay quá, phải có cái đúng người rồi. Để ghi phải mình kéo lại, mình lại, kéo mình xuống. Còn ở anh á, thì anh lại cảm thấy ở trong cái cuộc sống xung quanh của những người rất là trầm tính như mình, thì tự nhiên có một cái cô của rất là vui vẻ, hoạt bát, lúc nào cũng năng lượng. Cho nên là cả hai mới là cái sự bổ sung cái nguồn năng lượng cho nhau. 14 năm song hành cùng với nhau, và cũng đã có một cái thành viên rất là dễ thương trong gia đình của mình. Qua cái cuộc nói chuyện này thì Khang cũng xin chúc cho hai vợ chồng sẽ mãi giữ được cái sự gắn kết đó trên cái con đường cả hai đang đi. Thật sự Ngọc là một người, cái tinh thần của Ngọc rất là yếu, coi vậy chứ Ngọc rất là mỏng manh. Và đây là một nơi Ngọc cảm thấy là lúc nào Ngọc cũng yên tâm, cái sự yên tâm nó rất là nhiều. Ngọc có thể làm tất cả mọi thứ nếu như mà có anh ở bên cạnh. Chắc chắn là như vậy rồi. Một lần nữa xin được giới thiệu bác sĩ Đức Thiệp cùng với lại ca sĩ Thanh Ngọc. Mình chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tôi là Đức Thiệp. Tôi là Thanh Ngọc. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi tập tiếp theo của The Khang Show. Lớp phó lụm rác. Lớp phó đau động là thiên về vệ sinh nè. Chương trình với sự bảo trợ của nhà hàng xưa. Không biết tại sao mình đi làm lớp phó lao động, không hiểu luôn. Nhìn ảnh cơ bắp cho nên là dễ dàng lao động. Hồi xưa ốm vô mà làm gì như vậy. Hồi xưa ốm vô ốm tông ốm teo à. Làm cái gì mà vạm vỡ như vậy đâu.